Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi những video của sản phẩm và của showroom nhà em là Xe Đẹp Auto có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Showroom nhà em thì luôn cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng ống nước, hộp số máy móc của xe nguyên bản, giấy tờ của xe pháp lý chuẩn và không phản nguội anh chị nhé. Để trong ngày báo giá ngày hôm nay để phục vụ anh chị những chiếc xe để phục vụ đi lễ nhé, thì em sẽ xin được gửi tới anh chị một dàn hàng xe sedan để phục vụ cho gia đình cũng như là công việc rất là tối ưu. Thì đây là một chiếc đầu tiên, một chiếc Elantra 2019 2.0 biển tỉnh, một chủ từ đầu, đi chuẩn là 35.000 km. Em xin lỗi là xe mới về thì em cập nhật bị sai là xe biển thành phố anh chị nhé. Biển thành phố rất là hợp lý cho anh chị về Hà Nội không mất 20 triệu tiền biển rồi, với mức giá là 639 triệu. Giá trên thì em Ngọc sẽ còn gia lộc cho anh chị. Tiếp đến là một chiếc xe trong con húp sedan hạng D vô cùng giữ giá, rất là thời thượng, đó là chiếc Camry 2.5Q màu đen, nội thất kem, biển tỉnh anh chị ạ. Xe cũng một chủ từ đầu, đi rất là ít, có 12.000 km thôi. Giá bán thì chắc chắn là nghe xong là mê luôn, 1 tỷ 270 triệu anh chị nhé. Giá trên thì em Ngọc còn thương lượng và gia lộc cho nhà mình nữa. Tiếp đến là một chiếc Camry, thì chiếc xe này gọi nhà em có mức giá cũng xem thôi, nhưng phiên bản này là phiên bản 2020, chiếc đen thì là 2021 anh chị nhé. Chiếc này 2020 này, nhà em nằm một dàn Camry, vừa hôm qua có một chiếc đã tách đàn thôi, còn đâu vẫn còn 4 chiếc, chuẩn bị thêm về thêm một chiếc đen nữa. 2020 này đi 25.000 km với giá bán là 1 tỷ 220 triệu anh chị nhé. Sang đến bên này thì lại là một chiếc xe 2021 siêu lướt, đi chỉ có 14.000 km thôi, với mức giá là 1 tỷ 280, cũng bằng với chiếc đen anh chị ạ. Mình quan tâm chiếc nào thì liên hệ trực tiếp với em trên số hotline. Mời quý vị anh chị trực tiếp vào phía sâu bên trong showroom nhà em nhé, để cập nhật cùng em rất là nhiều sản phẩm mới. Vào sâu bên trong này thì em có rất là nhiều dòng gầm cao để phục vụ anh chị. Nhà em thì chuyên là xe rất là lướt đi. Đây, đặc điểm và đặc biệt nhất đây là có chiếc Lux SA bản Premium. Sản xuất và đăng ký là 2021, đi chuẩn 2.600 km. Không có một chiếc nào lướt hơn chiếc nhà em anh chị nhé. Em khẳng định với anh chị luôn, 2.600 km thì không khác gì một chiếc xe mới rồi. Lux SA bản Premium, bản cao cấp nhất. Quý vị anh chị mình quan tâm chị cụ thể chi tiết xe nào ấy thì liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé, để em tư vấn và hỗ trợ gửi ảnh video cụ thể hơn cho anh chị. Tiếp đến thì ở đây em có một chiếc xe cũng là phân khúc sedan hạng D, nhưng mà giá tiền thì quá là rẻ, 700 cho một chiếc xe sedan hạng D Optima 2019 bản ATH anh chị nhé, rất hợp lý cho các bác anh chị để lựa chọn một xe đi gia đình nhé. Sang bên phải em thì có một chiếc xe 7 chỗ máy dầu, phục vụ cho nhu cầu công việc và gia đình gọi là quá là tối ưu rồi. Lại còn xe nhập khẩu nữa, máy dầu còn tiết kiệm, quá là nhiều công năng sử dụng cho một chiếc xe này. Everest 2 cầu 2020, đi lướt 30.000 km, giá bán là 1 tỷ 299 triệu anh chị nhé. Và sau bên trong thì em lại có những hàng 7 chỗ để phục vụ anh chị rất là tối ưu. Hai chiếc đen trắng, hai chiếc Santa Fe, nhà em cũng đang rất là nhiều Santa Fe anh chị nhé. Nhà mình quan tâm Santa Fe thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Chiếc đen bên trái em đây là sản xuất và đăng ký là 2019, máy dầu, đi 22.000 km rồi, một chủ từ đầu, biển tỉnh anh chị nhé, với giá bán là 1 tỷ 170. Tiếp đến bên trái em, bên phải em là một chiếc xe Santa Fe máy xăng, bản cao cấp nhất. Nhà em thì toàn dòng cao cấp nhất thôi anh chị nhé, từ những đời lướt lướt này. Chiếc này thì phải nói là gọi là quá là lướt rồi, đi chuẩn có 6.165 km thôi, 2021 siêu lướt, chắc chắn là một chủ từ đầu rồi anh chị nhé, cũng biển tỉnh, với mức giá tiết kiệm so với xe mới mà mình lướt trải nghiệm. Cái form này em thấy đánh giá là nhìn nó rất là hài hòa, nó nhìn nó đẹp hơn, về mặt hình thức ở ngoài mọi người đánh giá là nhìn đẹp hơn, nhưng về công nghệ thì không nói rồi anh chị nhé. Với giá bán là 1 tỷ 190 triệu anh chị nhé. Thì anh chị quan tâm cụ thể chiếc nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Và phía bên trong này thì em có một chiếc cũng là Santa Fe, nhưng mà dòng nhập khẩu 2012 anh chị ạ, bản tiêu chuẩn, một chủ từ đầu, biển thành phố. Mình về Hà Nội là mình sẽ không mất tiền biển Hà Nội rồi, với mức giá là 688 triệu.
anh chị quan tâm chiếc xe nhập khẩu này thì hãy liên hệ trực tiếp với em. À, mời quý vị anh chị trực tiếp vào sâu bên trong showroom nhà em nữa để còn cập nhật thêm những dòng xe siêu hot và thực sự là duy nhất tại thị trường anh chị nhé. Đây, duy nhất tại thị trường, một chiếc Honda Accord, một chiếc cho xe trong phân khúc sedan hạng B, quá đỗi là cá tính và thể thao đúng không ạ? Đi 2019 mà chỉ đi có 16.000 km thôi, quá là ít. Và với mức giá tiết kiệm so với xe mới bây giờ phải lên đến là 400 triệu. Mức giá của em nó là 1 tỷ 050 triệu anh chị nhé. Mình quan tâm cụ thể chiếc này thì hãy liên hệ trực tiếp. Xe biển Sài Gòn rồi, biển thành phố là mình về Hà Nội sẽ không mất tiền. Tiếp đến chiếc D, xe hạng D phía bên phải trong cùng, thì đó là một chiếc BMW 523i, sản xuất và đăng ký là 2010 nhưng mà đi có 70.000 km thôi. Nói chung là về khung gầm động cơ của máy móc của Đức thì chắc là không có điểm gì mà mình có thể chê được rồi anh chị nhé. Với mức giá là 670 triệu anh chị ạ. Mình quan tâm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline. Em lại có hai siêu phẩm cho anh chị. Đây, đây siêu phẩm đầu tiên. Đó là một chiếc xe 7 chỗ với 2 cầu, sản xuất và đăng ký là 2018, đi chuẩn là 38.000 km, một con số rất là ít với số năm sử dụng anh chị nhé. 2 cầu màu đỏ, bác nào hợp mệnh hỏa thì liên hệ trực tiếp với em, với giá bán là 1 tỷ 150 triệu anh chị nhé. Giá trên thì em còn có thương lượng cho nhà mình nữa rồi, nhà mình quan tâm chi tiết chiếc nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Và chiếc cuối cùng đang ở sẵn showroom thì là một chiếc xe duy nhất tại thị trường rồi. Lại là một chiếc xe duy nhất. Nhà em thì luôn luôn nhập những dòng xe siêu lướt và với chất lượng đặt lên hàng đầu cho anh chị nhé. Một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản CVT bản thường, đã đi gọi là lướt đường 4.300 km, quá là ít và chưa bảo dưỡng lần đầu, không khác gì một chiếc xe mới, vẫn còn rất là nhiều chi tiết nguyên lông anh chị nhé. Với mức giá bây giờ mình tiết kiệm so với xe mới sẽ lên đến là 80 triệu đồng, ít nhất là 80 triệu đồng anh chị nhé. Với phiên bản này thì cũng đầy đủ phanh tay điện tử rồi, rất là hợp lý với một chiếc xe sở hữu chỉ hơn 800 thôi, thì là nhà mình đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ phục vụ công việc gia đình, quá là tối ưu đúng không ạ? Nhà em thì vẫn còn rất là nhiều dòng xe đang phải đi gửi nhà khác vì hết chỗ. Nên là còn một chiếc Raptor màu xanh 2020 biển tỉnh anh chị ạ. Nhà mình quan tâm xe bán tải thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline. Và đấy là những sơ qua những chiếc xe đang có sẵn tại showroom. Nhà mình quan tâm hoặc muốn tìm xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn và hỗ trợ nhà mình 24/7 anh chị nhé. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết video và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.